Điều hạnh phúc nhất của một nhà phê bình ẩm thực đó là gì? Là sự tin tưởng của các thực khách theo dõi những bài viết của mình và đi trải nghiệm. Là sự tin cậy của những nhãn hàng mời mình cộng tác với nhiều dự án khác nhau. Và đặc biệt là sự yêu thương của các đầu bếp dành cho mình. Như hôm nay thì Lưu rất vui và vinh dự khi được Chef Peter Cường mời đến tham dự một buổi tối rất đặc biệt. Dành cho các bạn chưa biết thì Chef Peter Cường là founder của nhà hàng Ăn Ăn Sài Gòn. Là nhà hàng duy nhất nằm trong top 40 nhà hàng tốt nhất châu Á. Và cũng là nhà hàng duy nhất tại Sài Gòn đặt sao Michelin. Một buổi tối với sự kết hợp đặc biệt giữa Ăn Ăn Sài Gòn và Champagne Parent The Roster. Trong buổi tối ngày hôm nay thì Lưu cũng được gặp gỡ rất nhiều các vị từ chuyên gia cho đến nhà báo, các vị cấp cao trong ngành F&B với set menu 8 món kết hợp cùng với lại các loại rượu champagne, dù là kết hợp với các món mặn hay là món ngọt, với hương thơm tinh tế và hương vị tươi mát. Một sự kết hợp khá hoàn hảo cho các bữa ăn. Một buổi tối cảm thấy rất vui vì được quen được những người bạn mới và được tìm hiểu thêm về các loại champagne kết hợp cùng với lại các món ăn. Để đánh giá các món chi tiết thì Lưu sẽ hẹn lại các bạn ở video sau nha. Cảm ơn mọi người đã xem video.